Kính chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh tin tức tổng hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Điểm bắt đầu cho chương trình của ngày hôm nay là thông tin liên quan tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Missouri là ông Andrew Bailey đã khởi kiện tiểu bang New York về hành vi vi hiến chống lại cựu tổng thống Donald Trump. Như Proba News đã đưa tin là tổng trưởng lý Missouri là ông Andrew Bailey đã tuyên bố khởi kiện tiểu bang New York và cáo buộc tiểu bang này đã tấn công vi hiến vào tiến trình dân chủ thông qua các hành động pháp lý chống lại cựu tổng thống Donald Trump trong một tuyên bố táo bạo trên Twitter Billy đã viết như sau tôi đã để đơn kiện tiểu bang New York vì hành vi tấn công trực tiếp vào tiến trình dân chủ của chúng ta thông qua hành vi vi hiến chống lại cựu tổng thống Donald Trump đã đến lúc khôi phục lại hệ thống tư pháp của chúng ta chúng ta phải chống lại một công tố viên gian trá đang cố gắng loại một ứng cử viên tổng thống khỏi chiến dịch tranh cử, điều này phá hoại quyền được bầu cử tự do và công bằng của người dân Mỹ. Đồng thời, nguồn tin cũng lưu ý rằng thông báo này được đưa ra để đáp lại một loạt cuộc điều tra và hành động pháp lý chống lại cựu tổng thống Donald Trump do những nhân vật chủ chốt trong hệ thống pháp lý của tiểu bang New York thực hiện, mà cựu tổng thống Donald Trump đã mô tả là một cuộc săn phù thủy. Những người này bao gồm biển lý quận Manhattan là ông Alvin Pratt Tổng trưởng lý New York là bà Leticia James và các thẩm phán như Ingram và Merchant. Như The Gateway địch trước đây đã đưa tin là Dennis Avon, thông qua nhóm luật sư Condemn USA của mình, đã đệ đơn lên tòa án tối cao Hoa Kỳ vào đầu tháng này nhằm mục đích ngăn chặn vụ án gây tranh cãi ở New York về bản án kết tội cựu tổng thống Donald Trump. Đơn của Aven cho rằng việc cho phép tiểu bang New York tiếp tục truy tố bất hợp pháp như thế sẽ tạo ra những diễn giải không nhất quán về lực liên bang trên khắp các tiểu bang. Điều này sẽ làm suy si yếu tính thống nhất và công bằng của hệ thống pháp luật quốc gia. Đường yêu cầu quản ngay lập tức các thủ tục xét xử tại tiểu bang New York và yêu cầu tòa án tối cao Hoa Kỳ can thiệp để ngăn chặn bất công tiềm ẩn hơn nữa. Đồng thời, Evans cũng yêu cầu xem xét toàn diện hồ sơ xét xử, lập luận rằng cựu tổng thống Donald Trump có thể hưởng được lệnh bảo vệ thân nhân, một biện pháp bảo vệ cơ bản chống lại việc giam giữ bất cầu pháp và vô thời hạn. Thưa quý vị, thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy rằng là theo như à, bộ trưởng bộ Tư pháp của tiểu bang Missouri, cho đây là một cái sự can thiệp của các công tố viên cũng như là thẩm phán của bang New York vào cái cuộc bầu cử ảnh hưởng đến tất cả các cái người dân của từng tiểu bang. Vì lẽ đó thì à, đã đến lúc tất cả các tổng trưởng lý của mỗi tiểu bang đều có quyền tri tố Fraud cũng như là à, các công tố viên và các thẩm phán của New York về cái tội can thiệp bầu cử bởi vì cái vấn đề này ảnh hưởng tới cái quyền bầu cử tự do và công bằng của người dân trong từng tiểu bang của họ. Và nếu như tất cả những cái tổng trưởng lý của các bang này họ không đứng lên thì có nghĩa rằng là họ là những cái người không phải là mega và có thể là họ đang giúp tay cho đảng dân chủ giành lấy cái cuộc bầu cử năm 2024 này. Nhưng đối với mình thì mình cũng mong rằng tất cả các tổng trưởng lý của các tiểu bang đỏ hãy đứng lên và làm một cái vấn đề gì đó để chống lại những cái sự tri tố bất bình thường để đem lại cái sự công bằng cho cựu tổng thống Donald Trump cũng như là người dân Mỹ. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới hai anh em sinh đôi nhà tỷ phú Vinkovac đã ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và quyên góp 2 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông và gửi thông điệp tới tổng thống bãi đen. Như Proper News đã đưa tin là hai nam sinh đôi nhà tỷ phú Vancouver đã ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump làm tổng thống cho nhiệm kỳ năm 2024 này và quyên góp 2 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của ông. Nguồn tin cho biết họ là những người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử. Trong mình này, Cameron và Tyler Winklevoss đã tuyên bố họ sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump vào tháng 11 và họ đã gửi thông điệp chỉ trích tới tổng thống Bãi Đen. Và sau đây là lời phát biểu của hai anh em sinh đời. Tôi vừa quyên góp 1 triệu đô la cho Donald Trump và sẽ bỏ phiếu cho ông ấy vào tháng 11 và sau đây là những lý do của tôi. Trong vài năm qua, chính quyền Bãi Đen đã công khai tiên chiến với công ty của chúng tôi. Họ đã biến nhiều cơ quan chính phủ thành vũ khí bắt nạt quấy rối và kiện những người làm việc tốt trong ngành của chúng tôi nhằm phá hoại ngành này những hành động của chính quyền này chẳng khác gì một sự lạm dụng quyền lực chưa từng có hoàn toàn nhằm mục đích trục lợi chính trị gây tổn hại hoàn toàn đến sự đổi mới của những người nộp thế cũng như đất nước hoa kỳ hiện tại chính quyền bãi đen không thể làm hoặc nói bất cứ điều gì để giả vờ và ngược lại và tiếp theo sau đây là lời phát biểu của tyler winklevoss trong tất cả các thí nghiệm của chủ nghĩa tư bản, nước Mỹ là vĩ đại nhất. Tôi đã chứng kiến và trải nghiệm điều này nhiều lần. Gemini, một nền tảng điện tử mà tôi thành lập vào năm 2014 cùng với Cameron, đã đi từ một ý tưởng trên tờ giấy ăn trở thành một công ty tuyển dụng hàng nghìn người trong thập kỷ qua. Tôi đã có những nhân viên cảm ơn tôi trong nước mắt vì thời gian làm việc tại Gemini đã giúp họ mua được nhà cửa cho gia đình. Tôi đã có những khách hàng tiếp cận tôi trên phố và cảm ơn tôi vì đã xây dựng cho vì nó đã giúp họ đạt được tự do tài chính và khởi nghiệp kinh doanh của riêng họ. Chính những trải nghiệm này mang lại cho tôi niềm vui lớn nhất và mang lại ý nghĩa cho mọi thứ chúng tôi đã làm tại Germany. Chính quyền tổng thống Bảy Đền đang cố gắng phá bỏ nó. Chính quyền Bảy Đền đang cố gắng phá bỏ tất cả những điều này. Tôi sẽ không đứng yên và để họ làm như vậy. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho những gì tôi biết là đúng đắn. Và đã đến lúc chúng tôi phải gửi thông điệp tới Washington rằng tấn công chúng ta là tự sát chính trị. Đây là lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump vào tháng 11. Và tôi hy vọng tất cả quý vị cũng sẽ làm như vậy. Hãy tiến lên. Thưa quý vị, thì cho đến thời điểm này, hầu như tất cả những người Mỹ họ không muốn cái nước Mỹ giống như thế này thêm 4 năm nữa. Và đồng thời qua cái sự đóng góp của hai anh em sinh đôi nhà tỷ phú này là một cái vấn đề rất là tuyệt vời. Bởi vì chúng ta có nhiều người quyên góp, nhiều người ủng hộ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội giành được chiến thắng vào năm 2024 này. Và đây cũng là một cái niềm khích lệ giúp cựu Tổng thống Donald Trump có thêm sức mạnh cũng như là nghị lực để ông tiếp tục chiến đấu cho tới khi giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 này. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới thẩm phán Alin Kernan đặt câu hỏi về sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là ông Merrick Garland trong phiên điều trần về tính hợp lệ của việc bổ nhiệm cố vấn đặc biệt là ông Jack Smith. Nguồn tin cho biết là thẩm phán Alin Kernan đã thụ lý các khiếu nại về việc bổ nhiệm cố vấn đặc biệt là ông Jack Smith vào hôm thứ Sáu. Tòa thẩm phán Kennan đã không đưa ra phán quyết sau khi phiên điều trần đã kết thúc. Như trước đó, cựu tổng thống Donald Trump đã đệ đơn xin bác bỏ các cáo buộc về tài liệu mật của Jack Smith dựa trên việc bổ nhiệm và tài trợ bất hợp pháp cho cố vấn đặc biệt. Đồng thời, nguồn tin cũng cho biết thêm là ngày đầu tiên của phiên điều trần mở rộng về bằng chứng được tổ chức vào hôm thứ Sáu. Theo NBC News, các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump cho rằng một viên chức như cố vấn đặc biệt phải được bổ nhiệm theo luật và cố vấn đặc biệt nên được phân loại là một viên chức chính của chính phủ, phải được Thượng viện xác nhận. Như ao một luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã lập luận rằng, theo văn bản lực định do văn phòng cố vấn đặc biệt trích dẫn, không cho phép tổng trưởng lý Hoa Kỳ bổ nhiệm cố vấn đặc biệt. Nguồn tin cũng lưu ý rằng nền tỏ ra nghi ngờ về lập luận của nhóm luật sư của cựu tổng thống Donald Trump cho rằng cố vấn đặc biệt là viên chức chính. Thêm vào đó, bên bầu chữa lập luận rằng trao cho tổng chưởng lý quyền bổ nhiệm cố vấn đặc biệt với thẩm quyền của ông ấy cũng giống như một chính phủ trong bóng tỏi. bởi vì chỉ có tổng thống Hoa Kỳ mới có thể bổ nhiệm cố vấn đặc biệt và thượng viện phải xác nhận. Và câu hỏi của thẩm phán Alin Kenan cho vấn đề này như sau: nghe có vẻ rất đáng ngại một chính phủ ngầm nhưng điều đó có nghĩa là gì tuy nhiên thẩm phán Eileen Cannon cũng đặt câu hỏi liệu tổng chỉnh lý merrick garland có vai trò giám sát nào trong việc tìm kiếm bản cáo trạng chống lại cựu tổng thống donald trump hay không nhưng công tố viên của chuck smith là james pierce đã từ chối trả lời và tuyên bố rằng việc trả lời câu hỏi này là trái với chính sách và sau đây là câu hỏi của thẩm phán Alan Cannon. Tại sao phải đau đầu khi trả lời liệu tổng chỉnh lý có ký vào bản cáo trạng này hay không? Trong khi một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp là Jeff Flack gọi những câu hỏi của thẩm phán Cannon về sự giám sát của Merrick Garland là rất rất quan trọng. Theo NBC News đã đưa tin là trước khi phiên tòa quản lại, thẩm phán Alan Cannon đã yêu cầu các công tố viên và bên bầu chữa phải nộp bất cứ hồ sơ bổ sung nào bao gồm trích dẫn theo lực định và lực lệ trong các hồ sơ tối đa là 5 trang. Đồng thời, nguồn tin cũng lưu ý rằng vào tháng trước, thẩm phán Alin Kenin đã quản vô thời hạn vụ án tài liệu mật sau khi cố vấn đặc biệt là ông Jack Smith thừa nhận rằng đã chỉnh sửa bằng chứng trong vụ kiện này. Thưa quý vị, thì qua cái nguồn tin này, cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà các công tố viên của cố vấn đặc biệt là ông Chuck Smith đã từ chối trả lời những cái câu hỏi của thẩm phán Alin Kenin là bà hỏi những cái vấn đề có liên quan tới ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ là ông Merrick Garland có giám sát hoặc là có uh, tham gia trong cái um, tách bất cứ những cái vấn đề gì trong cái vụ kiện này hay không nhưng mà họ không dám trả lời, họ từ chối thì mình tin rằng thẩm phán Alan Kernan đã biết tất cả mọi thứ trong vụ kiện này bởi vì sự từ chối trả lời các câu hỏi của các công tố viên đã nói lên tất cả. Và như quý vị cũng đã thấy ở đây, thật ra thì như những cái thẩm phán khác thì một là họ đã vứt cái vụ kiện này, hoặc là hai thì coi như là họ đã xét xử, nhưng đối với thẩm phán Eileen Keenan thì bà đang chơi giống như là mèo bắt chuột. Bà không đem ra xét xử mà bà không có hủy bỏ cái vụ kiện này. Vì cái lý do là bà muốn phanh phui tất cả những cái bí ẩn trong vụ kiện này và bà cưới để coi như là à, mỗi ngày bà cưới tìm cách bà phanh phui để phơi bày tất cả những cái vấn đề dàn dựng những cái tạo dựng trong sự kiện này để cho tất cả những công chúng đều biết thì đây là một cái vấn đề à, một cái việc làm rất rất là hay của thẩm phán Alin Khanin. Tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã đệ đơn loại thẩm phán Ingren khỏi vụ án gian lận dân sự ở New York sau khi tiết lộ rằng thẩm phán đã có cuộc trò chuyện không phù hợp với luật sư bất động sản. Như Propa News đã đưa tin là luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã đệ đơn lội thẩm phán Ingram khỏi vụ án gian lận dân sự ở New York do tổng trưởng lý New York là bà Letitia James đã đưa ra. Lực sư của cựu tổng thống Donald Trump cho biết là thẩm phán Ingram nên từ chức sau khi tiết lộ rằng thẩm phán đã có cuộc trò chuyện không phù hợp về vụ án gian lận dân sự với một lực sư bất động sản. Ngay trước khi ra phán quyết yêu cầu của tổng thống Donald Trump phải trả khoản tiền phạt là 454 triệu đô la, luật sư bất động sản là ông Adam Bailey đã tiết lộ rằng ông đã có cuộc trò chuyện về vụ án của Trump với Ingram trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào tháng 2. Và sau đây là những gì Bailey đã nói. Tôi biết ông ấy rất trân trọng kiến thức về bất động sản của tôi. Vì vậy, tôi đã cung cấp cho ông ấy mọi thứ tôi biết. Ông ấy có rất nhiều câu hỏi. Bạn biết đấy, vì một số vụ án nhất định, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề đó. Và theo luật sư của cựu tổng thống Donald Trump lập luận rằng, Thẩm phán Ingram có thể đã bị Adam Bailey tác động vì vấn đề này. Ủy ban hành vi tư pháp tiểu bang New York đã mở cuộc điều tra về cuộc trò chuyện của Bailey với Ingram vào tháng trước. Đồng thời, nguồn tin cũng cho biết thêm là nhóm luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã đệ trình một kiến nghị vào hôm thứ Năm để kêu gọi thẩm phán Ingram từ chức khỏi vụ án gian lận dân sự của cựu tổng thống Donald Trump. Hồ sơ dài 24 trang cho biết thẩm phán Ingram nên từ chức theo cuộc điều tra về hành vi tư pháp của tiểu bang được đưa ra vào tháng trước. Thưa quý vị, thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy một điều rất rất là kinh ngạc khi nói đến tất cả các thẩm phán của New York nhưng trên thực tế thì qua những cái việc làm của họ chứng minh cho chúng ta thấy rằng họ còn tồi tệ hơn rất nhiều so với tất cả những gì chúng ta đã nghĩ về những người này như cái ông thẩm phán Ingram này ông không biết về cái vấn đề mà bất động sản cho nên ông định giá cái cái dinh thự Malago của cựu tổng thống đã nộp trăm là 18 triệu đô la trong khi giá trị thật sự của Malago lên tới hàng trăm triệu đô la và khi ông thẩm định cái cái giá trị của Malago là 18 triệu đô la thì tất cả mọi người đều cười vào cái cái việc thẩm định này của ông và ông đã tiếp tục làm nghe và làm càng trong cái phán quyết trong cái vụ kiện này của cựu tổng thống Donald Trump. Và cái điều đáng nói ở đây là trước khi ông ra phán quyết để phạt cựu tổng thống Donald Trump 454 triệu đô la cho cái, cái vụ kiện này, ông là phải gặp một chuyên gia bất động sản nào đó để lấy ý kiến trước khi ra phán quyết này bởi vì ông không biết về bất động sản ông là một thẩm phán nhưng mà lại ông lấy một cái ý kiến từ một cái chuyên gia bất động sản thì có nghĩa rằng là chuyên gia bất động sản này có thể dễ dàng tác động vào cái phán quyết của ông trong vụ kiện của cựu tổng thống Donald Trump và đây cũng là một cái vấn đề mà về cái phía luật sư của cựu tổng thống Donald Trump cho là thẩm phán này có thể bị tác động bởi tất cả những chuyên gia bất động sản bởi vì ông hoàn toàn không biết về bất động sản và cũng có thể là chuyên gia bất động sản này là một trong những người ghét của Tổng thống Donald Trump. Chẳng hạn như giá trị là một thì cái ông chuyên gia bất động sản này nói là 3 và giá trị là ba ông nói là 10. Thì cuối cùng thì ông thẩm phán này cũng nghe theo cái chuyên gia bất động sản này và ra cái phán quyết cho cụ tổng thống Donald Trump là 454 triệu đô la. Nhưng ngược lại ông cho là cái giá trị của dinh thự Malago của cựu tổng thống Donald Trump chỉ có 18 triệu đô la mà thôi. Thì cho nên đây là một cái vấn đề cũng khá là buồn cười nhưng mà nó lại xảy ra. Và ngay bây giờ thì có một cái cuộc điều tra giữa ông thẩm phán Ingram này với tất cả những cái chuyên gia bất động sản mà ông ta đã gặp. Tất cả chúng ta hãy bình tĩnh chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với ông thẩm phán này nếu như mọi việc sẽ được phơi bày trong một ngày rất gần thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo